hấp dẫn rồi mới hả, không hấp dẫn rồi. Ừ. Vậy câu đi. Vậy câu hai con đi đi. Cho ông con, cho ông anh, con cho ba tí. Ây da. Dập à. Được không? À, gãi chân rồi. Chán giật nè. Gãi vậy hả? Gãi hả? Chắc vậy quá. Phải không? Phải không? Ủa? Rồi. Vậy hả? Rồi. Con trong... con ấy con sung con kìa. Ủa trùng trùng. Ủa Trí có con bị gì á? Ô quay 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 bị sâu hay gì á? Sâu bắn rồi. Ừ đó, móc trùng mà cái tay gãi gãi nữa. Mù mắt cắn cho mắt dịch luôn nha cưng. Không dính cá mà làm té nữa. Ừ. Quắt luôn. Ừ. Nhém nhém phóng dũng rồi. Chắc giờ nó sợ rồi, bỏ tẩy rồi hả? Cái lùm lá xanh. Ôi, có khi nào mình làm lá đó, bị sao bắn chứ một tí không ta? À, sao quá tờ vô. Phải không? Quá tờ lùm luôn á, nó sao bị sao. Nhiều khi có sao hoa luôn á. Ê đừng làm chị sợ nha. Đụng tới sao bỏ chạy luôn. Không dám được. Hái lá, hái nhầm lá hoa luôn. Rồi nóng con sâu dung ơi bự chả. Xin chào các bạn nha. Nó xăm giờ quá chừng một lùm mà bên đây nữa nè. Các bạn rồi bên đây nữa nè. Một lùm bên đó luôn. Mày cái này lá già quá chừng này nè. Mình hái đừng cho nó ra cái mới. Thấy nha. Tí thì nó phải câu. Cái mẹ mình kêu câu cho chú Năm con. Cho anh Trí một con. Trí câu đi. Cá này cá bỏ đói không à. Lá sâm này cũng không có trồng cũng khó kiếm đó. Chắc tưa đâu có lá sâm đâu mà giờ. Rồi trưa nắng mà ăn lá sâm hồi mát. Ăn lá sâm nước khúc dừa. Mát rượi luôn các bạn. Thấy là thấy là nó lá già chứ đừng nó nồng, nó nồng già nó không. Nó già nó mới đặc. Đặc có nó không đây à, nó không giờ nó non không nó tình. Bên đây nè. Bỏ cái nhánh hoa này đi chứ để không á bước lộn. Già quá chừng luôn. Hồi đó mình nhớ là nhà mình không có lá sâm đâu các bạn. Nhà mình là có không không có lá sâm mà nhà dì Sáu của mình, bà con của mình thì có lá sâm. Rồi cái mỗi lần mà mình lên dì Sáu hái lá sâm đem rồi đem dò cho mình hoặc là cho mình đem về mà nhà dì Sáu á, nhiều lá sâm lắm. Hồi đó nhiều lắm. Bây giờ hết rồi. Hên là nhà mình còn cây á. Cái cây này cái gì mà nó bò hoài làm. Ồ nó tốt nè dì Sáu. Ừ. Hỏi mình đi nó cũng có hái đó. Có hái không? Dò bây giờ cho mẹ ăn. Không giờ nó ăn ở đây luôn. Ôi ôi cái lùm này ăn sao hết gì sao. Quá tội. Khơi này các bạn. Ồ nhiều ghê chưa. Có gì hút cá nữa kìa. Ồ dây hút cá ăn chết à. Vậy đó ăn rồi. Ê Trí ơi Trí. Trong đây có hai trái ổi nè Trí. Bữa hổm có hai hành trái rồi nữa đó. Nhưng mà hai trái ổi này chưa ăn được nha. Đây nè. Dạ. Chưa ăn được trong cái lùm này nè. Ổi này ổi xẻ nè. Ổi xẻ. Ổi này thơm dữ lắm. Nấp nấp trong đây nè. Mấy cái lá này vàng vàng lại má già nè. Dạ. Có hộp nè các bạn ơi. Đây. Hộp có đen trồng mới sống. Dạ. Nó còn non. Hộp non. Ít bữa nó già rồi cái dung 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 thấy cái ấy cái dây trồng ra. Ngoài mãi không dung. Cái dây ngoài lá còn già không như đây nữa. Ở đâu vậy sao? Ở ngoài mãi. Ngoài mộ á. Vậy hả? Ừ. Lá còn già hơn cái này. Lá này già cống coi nhà xè ha. Trí câu được chưa Trí? Chưa. Chắc nó sợ đi á.
Có lá con nó còn nhiều không tí? Bữa hổm nó nổi lên quá trời luôn, cả hàng con á, nó đẻ. Mấy cái lá xanh đậm này là nó già lắm rồi nè các bạn. Mình phải hái nó để mốt nó ra nữa. Nó xanh đậm, nó vàng vàng, đó là nó già nè. Như lá này là nó nhỏ giờ mà nó già nè, nhìn thấy không? Dạ. Nó vàng phè luôn á. Là giờ là nó đặc cứng luôn á. À, mình tìm được cái trái đen rồi nè các bạn, trái này đem trồng được rồi nè. Trái đã trồng được rồi đó. Trái lá xanh này. Đó, đúng rồi. Ờ, giống y chang cái nho. Phải lấy thêm gỗ nữa. Cái lá dưới đây nó già lắm các bạn. Nó vàng luôn rồi nè. Nho xanh, nho đen luôn. Nhỏ nhỏ cái nó vàng rồi. Nó rụng rồi. Dưới đây này gì sắp, nó lùm đây nè. Vậy nè, trái già đó. Mà mình ấy sao mà lát mình cắt bớt nó ra tược nhiều. Cắt không sao, cắt bỏ á, uổng à. Mình cắt bớt nó ra nữa rồi gì sao. Hồi đó mà có một dây thì sao tôi máng lên cái cây này ra. Cái nó bò lên luôn tới giờ nhiều á. Rồi nó dễ mà, yêu cầu nó sống là nó bò hoài luôn á. Dây này lâu dữ lắm mà dì Sáu ơi, mười mấy năm rồi. Cái này trồng hoài á, bước ăn cái bước lên khá. Mà hồi đó mình không có cái, mình bứng, mình thấy cái dây nào ở đâu, nó mọc ở đâu bậy bạ vậy á. Mình bứng em về mình trồng cũng cực lắm á, nó mới sống á. Tôi thấy bên vườn tôi ưa bứng về nhà tôi trồng lắm. Bên vườn mà nó lâu có thằng gì lá xăm. Nay đợt này nó ra bông mì hết. Tôi hoa tôi lấy trái nó. Có trái á. Trời ơi tôi nó tốt. Tôi lấy lên tôi bỏ ngoài hàng rào rồi. Có một nồi nè. Nè. Đó, thấy chưa? Tốt, dễ sợ luôn nè. Cái này là còn non. Hai ba lần nó là nó tốt mà non quá trời luôn à. Ăn được. Cũng được mà nó đặc quá ngon. Đặng không có cứng. Ăn nhiều lần lắm á. Nó còn nhiều lắm á. Có dây bị dứt. Có một dây một mà thôi nhiều ghê luôn. Trời mưa cái nó nhảy ra. Còn lá sâm lông á chị Sáu. Giờ phải để cái mặt nang, cái mặt nang của nó. Khỏi, gì hơn miếng sao không? Lá sâm lông mà gì hơn giờ lộn với lá sâm ta nè, là nó đặc luôn à, khỏi cần nang. Ôi. Ở đây nè các bạn. Em hái không có lá xanh ta nè. Em phải để mặt mang vô nó đặc á, không có mặt mang lỏng lây à. Cái đó ở đâu mình kiếm có. Đây nữa nè, một trái này nữa nè. Hồi đó em mua cá mực á, hồi ngày đó đó. Cái em về em để dành. Lọc cam thơm để dành, khoai thơm để dành. Là cái gì sao? Mặt mang của con mực á, mấy con mực bự bằng cả nửa cái có cái nang đó có sao. Con biết rồi, cái nang nó mài ra hay sao vậy sao? Mài ra con. Mài ra để cho nó đặc hả? Nó đặc ở trong cái dây sâm lông, con biết cái lá sâm lông không? Dạ con biết, nếu mà lá sâm lông á mà giò không á là nó lỏng le à, nó phải để cho nó. Nó không cứng. Vậy biết cái lá sâm thường này nè, lộn với lá sâm lông là giò đặc kẹo hết trơn ha. Má em là mấy đứa chuyên môn người ta bán ha. Lá sâm là người ta phải giò lộn với lá sâm thường. Má em má phải lộn vậy mới được. Má trồng á. Cái đâu có lá sâm này. Cái em về em mới mài em để quậy nước em để vô nó đặc cứng. Không có là nó lỏng le luôn. Hay vậy ta? Mà sâm lông giờ đâu có gì không? Không có, giờ tao bỏ. Hả? Giờ nó mất trọng, nó đau miệt nào á. Miệt đau giữa lòng miệt cái tên á. Mé tên An Giang đồ đó. Trời ơi, đây lá non mà nó còn tốt quá chừng coi Dung. Nhỏ kia nói à, mà mình giờ 2 kg lá sâm này nè. Mà còn nửa ký lá sâm lông là nó đặc ngon dữ lắm. Mà nó không phải giò mà gì hơn miếng làm sao không? Nó bỏ vô cái bồng á. Đạp. Dạ, nhiều mà. Đó, một ký nó biết bao nhiêu luôn á. Mẹ, vậy ăn lát mình bỏ vô cái bồng, cái mình giò bằng tay mình bỏ vô cái bồng á, nó mau hơn á mẹ. Nó mau ra hơn nữa. Tôi biết đâu, mẹ hồi nào chưa giò nào. Thì nào giờ mẹ giò bằng tay ăn lát để con giò bằng cái bồng thử đi.
nhiều quá nhiều. Rồi tí bỏ cuộc hay gì vậy? Bỏ cuộc chơi gì hết đi. Dễ nó bỏ. À, câu câu mà sao bỏ được? Câu đi tí. Lá sâm này chứ không phải chỗ nào trồng cũng được, chị có chỗ trồng không được á. Ừ. Nó không lên. Tôi hổm ngày tôi hái được một mớ hộp, tôi đem đi bỏ ngoài hàng rào rồi. Đừng cho nó lên, nó đeo hàng rào á. Ừ. Mình trồng bậy đất rộng vườn được, có chỗ bò mình bỏ bậy cho nó. Chứ nó lên tốt lắm á. Ừ, nó có ăn. Tôi cái kêu bán lá sâm mà nó bán hai tấm vườn, tấm 210g vậy á. Dạ. Còn để mình gỗ ai mua nhiêu thì cân nhiêu. Dạ. Ngàn rưỡi 110g á. Dạ. Hồi đó lâu lắm mẹ. 110g nhiều lắm chị ơi. Ừ. Cái tôi mua lần mua chừng 210g gì giờ cho mấy nhỏ ăn nè. Chị sao nghĩ sao nó nhẹ te vậy? Thì hồi đó mấy nó nhỏ, nó còn nhỏ, nó bị ơn bị nói đẹn, nó nóng mãi đầu luôn mình á. Dạ. Cái mua lá xanh gì giờ cho nó ăn. Bỏ chạy liền á. Vì sao sợ sao không? Vì sao? Vì thấy đó ở xa là vì sợ đã đánh một cạp. Không phải, không phải tôi sợ nó cắn nó mỏi vì tôi, mà tôi thấy cái màu của nó cho tôi không em, hợp. Em thấy em ghê dữ lắm. Em không có dám sát vô. Thằng Út em tôi á, nó trèo hồi nó còn nhỏ, nó trèo cái dù ô quá rồi lo nó trèo, nó không có thấy con sâu. Thấy một bầy sâu sọc sọc vàng, sọc đen, sọc trắng đó. À. Tới hỏi lên tới ngọn cây rồi nó thấy sâu, vì biết làm sao không? Buồn tay té dũng. Cái gì đó trên hỏi lại gì vậy? Là em thấy sâu em không dám xuống, giờ em nhảy dũng luôn. Hồi leo lên thì không thấy. Ờ. Xuống không thấy. Phải như cái dù ô mà trong mấy bờ rồi. Sao? Cái đứng bờ là lạc. Thấy ai cứu được không xuống không được. Không thấy gì sâu. Mặt nhát thiệt. Con trai phải thử sâu mới đập chứ mất cười lắm. Em sợ lắm, em nói gì có sâu là em chạy. Con trai là nó thử sâu, nó gì biết sao. Nó thấy ghê quá. Con gì không sao thì thân sao mới đọc. Nó bắn hay à. Gì á, nó gì á, thấy ghê cũng chết, nó đun con mắt gì thấy ghê. Thấy cho bỏ chạy. Trời ơi. Phải nó nói rau nào sâu nấy. Ra vậy chứ con rau của cây này mà nó đeo cái dây cây kia đâu được. Thấy ghê cũng chết luôn, nó ăn nó chết luôn á. Rau của cây wow hiện sâu wow. Còn à ủa còn cái ổi hiện sâu ổi. Mấy lá này là miếng cầu hiện sâu miếng cầu. Dạ nè vô. Nó vàng luôn nè các bạn, nó vàng lắm. Mà cái ta nói cái câu cái rau nào sâu nấy là có cái lá này mà nó mà giờ lơ mơ nó đặt không hay. Còn cá lóc nhiều quá trời luôn á. Nãy giờ mới kiếm được bầy lắm. Ừ có con bầy luôn á. Chắc đổi mồi ốc chứ nó ngon hơn. Ừ, nó thơm hơn á. Tại con cá nó ăn là có bữa nó ăn. Có bữa nó ăn mồi ốc, có bữa nó ăn mồi sâu, bữa ăn mồi trùng nha. Không phải nó ăn có bữa, không phải mồi trùng là ngon đâu. Mà nó ở dưới nước thì sao nó lên nó ăn sâu vậy chị? Thì người ta câu bằng mồi sâu á. Người ta dám bắt luôn. Ừ. Rồi nứt cái bóng á. Rồi nứt cái bóng. Để nó thấy cái bóng á. Rồi nó thấy cái bóng của mình á. Một miếng nước sôi nha các bạn. Và đây là nước lạnh. Ấm rồi phải không ạ? Ấm rồi. Còn hơi nóng nóng. Cái đó chị giờ chưa tới đâu là bảo đảm gì nó đặt trước rồi đó. Nhiều nước đó đó. Nhiều nước là chị giờ chưa tới đâu là đặt rồi. Để coi. Nó đặt đổ cũng xuống luôn á. Vậy rồi chứ nó gà dữ lắm. Dạ. Đây giò lá xăm như vậy nè các bạn. Giò như giặt đồ vậy á.
Ủa cho con ấy thao với đó lấy gì thao đó cháy đất rồi đi. Ừ. Cái này giờ sao mình là mình không có biết giờ nó xong đâu các bạn ơi. Giờ sạc sạc rồi hồi còn có sát không được, còn có sát là đâu còn nữa đâu giờ. Con không biết giờ nào giờ mẹ giờ cho ăn không à, giờ xé này thôi, xé sát xé làm sao mẹ nó đập rồi. Hổm ai chỉ quên rồi là để nguyên cái cọng luôn á mẹ. Để nguyên cọng giò. Bấy bấy rồi nè các bạn. Được rồi nè. Con hứng nè. Mấy thay kia rồi mẹ. Đó, đó là còn nước gì nữa phải le luôn á. Ừ. Chưa hết. Làm sao tới giờ tới luôn, giờ tôi sống nước nhất nước gì. Đó là còn giờ nữa được chứ mà có uổng. Tía lên Nhung. Sao tới vậy Dung ơi? Nó tới chưa? Chưa xong là nó nói hết nó xong biết rồi. Chưa xong là biết đã đặt rồi. Cái này bọt quá mẹ. Thì bọt quá nó xong già là vậy á. Chứ Dung ơi lượt nữa chứ cái này nó cũng muốn tới nè. Không xuống. Bọt quá không xuống nè. Đấy xong già bọt dữ lắm. Để con đi phơi cho. Chú nó bể nè. Ôi một chú quá nó bể bọt ra hả? Nó ấy à. Bể bọt ra hết à. Lát là nó hết. Nó nhỏ mà nè, thấy cái kia kìa. Cái bự chưa. Đó, cái chỗ nó đặt rồi thấy chưa. Đặt rồi đó, chị Sáu. Nó đặt rồi. Đặt rồi. Sao cô chị Sáu đặt nhanh dữ vậy? Đặt không xuống à. Nước ít. Sao đặt nhanh dữ hả? Ờ bị tí nó... lấy cái gỗ vừa kia tí. Lấy nó vừa bỏ lẻ tí. Dung biết không? Tại vì lá xăm này nó già màu đặc lắm. Ừ. Mà nước nó lại bị ít. Ừ. Nãy là pha rồi Sáu nói đặt tước luôn mà. Chưa đổ rồi là thấy đặt rồi. Ờ, chưa đổ là thấy đặt rồi. Đó. Đó. Cái chân bự á. Vậy á nó lượt nó mới hết. Ừ. Ờ, chưa gì muốn rồi. Đặt rồi. Khỏi phơi nắng. Tại vì thấy nước ít. Nó xăm già nó nước có hình nhiều chút. Mình phơi nắng vậy nè, khoảng chút xíu là nó đặt là ăn được các bạn. Phơi nắng là mau ăn luôn á. Cái gì sò các bạn thấy vừa nhà mình không? Như này gọi là gì sò đó. Gì lộm chứ sao. Lộm xong hả? Thế thì đâu chứ, lộn thành, lộn xong. Cũng vừa nhà mình chứ. Chắc đâu. Vừa nhà mình cũng nè. Chứ vòng vòng đây đâu có ai vừa bự đâu. Nhìn ở dưới quê mình á các bạn. Không, gần nhà mình á nha. Mà ai vừa của ai là nhìn biết luôn á. Nhìn cái trái biết á, tại cái giống á. Nhà thì trái nhỏ nhỏ dài dài, nhà thì trái tròn. Nhà thì trái bự, nhà mình trái bự. Ngoài vườn gom vô cây nào trái cây cái trái đó cây dừa nào mẹ biết liền á. Dạ hả? Ừ mẹ hay vậy á. Hay vậy. Nhìn trái là biết của cây nào luôn hả? Ừ biết luôn. Biết trong gom vườn mình là cây nào. Con chó đi theo nữa. Ủa mẹ làm gì đây mẹ? Đào mương én là sao? Để làm gì? Cho rõ nước. Bữa mà trong cái clip mà mình kho xà bần á bạn, mình kho hộp cẩm, mình kho xà bần á, thì mình với mẹ với dì Sáu có đi mua cái ống nước, thì mua cái ống nước để nghe mẹ nó để ngoài vườn chứ mình đâu biết đâu, hiện giờ mới thấy nè, chú Hai mới đào sáng nè, rồi để ấy cho nước nó chảy ra ở ngoài gạch.
Một đội quân. Lát mình để nước cốt sống ăn luôn nha mẹ. Ăn nước cốt sống cho nó ngon chứ nước cốt thắng ăn nó không thơm mà. Nước cốt sống thì phải thắng được. Mà nó ăn nước cốt sống mà tới vừa phải tươi. Còn hơi tươi chứ tới vừa khô đen quá ăn cũng khô ngon. Đen của nó hơi dầu mà tươi tới vừa xanh xanh giống như tới vừa này nè các bạn là ăn ngon á, ăn nó thơm. Giờ mình đang thắng nước đường các bạn. Mình thắng nước đường mình bỏ vô đó xong á, còn dừa thì dừa sáo nạo mà mình không có thắng mình để dừa sống ăn cho nó thơm. Ăn nó thơm lắm, dừa sống ăn nó béo mà nó thơm lắm. Sau nay đúng là tháng 10 chưa cười đã tối. Tết hồi rồi, mới 5 giờ mà tết hồi tới thôi luôn. Mỗi lần nước ngập một cái nữa con ấy gác nó từ đâu không biết nó trôi dạt vô bờ không à, từ ở đâu lá cây á, lá cây rụng thì chứ nhất là tết luôn á, tết cái nước ngập cái nó trôi vô bờ cái quét không chết, trôi vô nhà nữa. Tí là nhà mình còn đỡ đó mẹ, chứ tại thành phố mà mưa lớn quá ngập một cái á, cái ngập mà thoát nước không kịp vô nhà người ta, vô nhà ở thành phố thì bùn đất không biết dọn ngã nào cho hết luôn á. Người ta không, cái người kia đang nền, cái người nọ không nền, cái nó bị thấp á, là nó chảy vô cái nền thấp á, chết luôn. Chơi mẹ con không làm mẹ. Có hồi tự nhiên á, có hồi khái là mẹ dữ lắm, khái là mẹ bắt mình làm con. Đó, mẹ đó bằng tay hả? Đó không đó mẹ. Mẹ mỏi chân hả? Mẹ đó lại con đi. Dạ hả? Mẹ cũng biết lắm nha. Cha con thì nó dạ mà mẹ nó làm mẹ nó ừ. Không biết ra vậy nữa. Mẹ đó còn chân với mẹ. Mẹ mỏi chân mẹ đó không nổi hả? Mẹ mỏi chân mẹ đó bằng tay hả? Thôi mẹ vậy mẹ vô mẹ tắm đi. Giờ mẹ vô mẹ tắm cho con đi. Mẹ vô mẹ tắm giùm con đi. Nha. Đi. Đi, mẹ vô mẹ tắm cho con nha. Sau khi phơi xong, giờ phơi xong là mình được 4 thao. Nhưng mà nó thấy bự bự vậy thôi, thật sự là nó mỏng lét rồi các bạn. Con thử cái này với ba, thử cái ngon. Mẹ nói cái hai cái này thứ à. Ủa cái nãy á. Có sỉnh khác là mốt sỉnh này. Chứ người ăn ngon, người ăn dở thì sao mẹ? Không múc cái nào, múc cái này, múc cái hồi nó giữa hết á. Lát về tấm cho tấm Trần Trí gì gì lát cũng tấm à, ngon quá ha, nhiều nữa quá. Ê, biết làm sao không Dung? Dạ vì nó xăm già là nó bọt. Uống luôn cái hao không thôi không cái rồi thôi uống này.
cái này nó mình cái này gọi là sao mà sao nó chảy nước ra mẹ? Giữa hả? Nè nó bị nhưng mà giống như cái tô vậy nè, mà mình để tới tối tới sáng nha là nó cũng chảy nước ra giống bên đây vậy nè. Nước cốt nhiều ngon nè. Ừ, nó có nhiều béo. Ở nước cốt có thắng không bà? Không, nước cốt không thắng á. Bỏ đó. Còn cái ly này nhiều quá. Ly nhiều cho mẹ đi. Ừ, nghe ly nhỏ được rồi. Vậy để gì không đi. Nè vừa lên cho nó đều nè vô. Ăn nó mới béo mới ngọt. Đúng rồi, con cũng bị thiếu ngọt đây. Thiếu ngọt hả? Cho lấy giá mình chiều mốc. Chế thiếu quá, chế nhiều nó không ngọt. Vậy dì Sáu chắc cũng phải thêm đường á. Biết đi sắp, dì Sáu quậy lên cho tao ăn đường mới biết ngọt ha ha. Nhất thì nhất bạc vậy đó chứ nhiều đỡ biết. Mốt dì Sáu đặt tên nó tên tiền nha. Cái cốt này ngon nè. Thấy giờ mẹ ăn miếng đá nữa rồi qua. Mới nói rồi tí nữa qua tới. Để mình làm cho tí ly luôn. Bé Trí lấy cái giá. Lấy giá nhỏ. Đầu mày quá tính đi. Xài chỉ đi. Ai kêu nữa? Gì vậy? Không, nó không có gì. Em á. Đúng này ăn chưa chưa? Chưa, hồi nãy cái nó gịch cái đứt dây rồi, đứt cái lưỡi luôn rồi. Cái lưỡi rồi. Cái chi lại đây là cả. Lưỡi. Nó ngồi đi. Bữa nay đường chưa bà? Bữa nay hết thời. Chưa không chưa chưa, chưa đây. Đường. Chưa được cá nó luôn. Nó không dám gửi đường á. Chưa được cá luôn. Xin mời các chị và các bạn nha. Bữa nay tí tí. À, ăn cái này tới mát ngủ ngon lắm rồi tí. Hôm nay là vô mùa cuối mùa thu rồi. Tối ngủ mát không? Nắng, lúc nào mà nắng vô mà nắng. Tớ ngủ mát thôi bằng quạt luôn không mẹ? Mà trời nó cũng mát mát, đã lắm các bạn, mà ban ngày cũng không có nóng lắm. Ủa, này là cuối mùa thu hả? Cuối mùa thu là sao mùa đông hả? Hết mùa đông rồi. Đúng rồi, không phải mùa đông, mùa xuân. Mùa đông. Sang mùa đông rồi còn. Ủa, mùa đông hả? Tháng 10 là... Tháng 10 là mùa đông rồi. Là lập đông rồi. Tháng 10, tháng 11, tháng 12 là mùa đông rồi. Giờ tháng 10 rồi. Giờ hết mùa thu rồi. Cuối mùa thu. Mau dữ kìa. Mình tính Tết thì lại ngon. Vậy hay nữa Tết rồi. Chứ chết. Mệt quá. Chứ có làm nên tích sự gì nữa đâu. Trời chết. Già trời chết. Người ta chín mấy người ta còn ngồi chưa chết. Đã trăm cửa nữa. Chứ buồn lắm vậy thì gì hơn ngồi buồn lắm á. Buồn trời à, có ai lại chơi vô chứ ngồi hoài buồn á. Thấy tuổi qua mà hết sức không? Mới dấp nháy này mình tới tuổi nữa à. Nhanh thiệt. Mới Tết đây nay Tết nữa. Mới Tết này. Mình thấy đâu. Mới cái rột gì quá rồi. Nít nó lâu lắm phải. Đứa nào đi học thì thấy lâu. Đi học á nó ngồi một ngày trôi qua còn thấy lâu rồi. Vậy gì hơn? Hồi nhỏ sư trong tới hết sức rồi, nhà tôi hết trong rồi. Giờ trong. Giờ hết rồi. Hồi nhỏ biết ăn Tết gì không? Tết má thì sắp mẹ mới. Chị biết sao không? Nhỏ cũng vậy mẹ. Giờ ăn Tết mẹ thấy giờ lớn tuổi rồi cái sợ lớn tuổi nhiều mau già nên không có tâm Tết. Muốn làm Tết tới sợ nó trời sợ già. Nên không có tâm. Mau chết. Cỡ anh Trí rồi phải lắm. Cỡ hôm qua. Hôm qua hết ham này. Hôm qua đúng qua rồi, cỡ con hết ham Tết rồi. Hôm qua nó không trợ nhà lớn quá không ai lì xì nữa rồi.
Tết lúc này lì xì tiền. Thiệt. Không phải là một mình qua. Ba cũng vậy. Cả nhà này Tết đâu có ai lì xì đâu. Không, mà Tết cũng Tết nhà như ngày thường. Mấy đứa bạn con gì sao Tết là nó được lì xì mà. Bà con của nó lì xì là nó được mấy triệu không? Có được cái chục triệu luôn. Còn con á, một cái Tết nha, được lì xì nhiều nhất 40,000 à. Tổng cộng luôn á. Không có khi nào mà được lì xì 100,000 luôn. Với lại bạn qua đời kia Tết là kiểu mình đi vòng chút Tết đời kia còn qua ở nhà không à. Chứ nội ngoại nhiều qua ở nhà cũng đâu giờ đâu. Một lần không? Bà ngoại dạy mẹ Tết đi qua thăm mấy ông chú, mấy ông bác rồi của bà ngoại á. Thế rồi Tết con bước tới làm tuổi ông bà, chúc ông bà sống bách niên gia lão cho con đảo hai đồng. Lì xì hai đồng hả? Là lì xì hai đồng hay gì á. Hết cười hỏi nói hai đồng không à. Nói dạy bất cười. Đó là đi xin trắng trận. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu bạn thấy thích thì nhớ like và nhấn nút đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.